Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm thời gian ngày 8 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Công tập 585 chư vị pháp sư quý vị đồng học mời ngồi xin xem đại thừa vô lượng thọ Kim giải trang 770 Chúng ta bắt đầu xem từ cuối hàng cuối cùng. Tất cả chư Phật đều khen ngợi. Ở đây có hai nghĩa. Một là như phẩm thư 23 kinh này thập phương vô lượng chư phật ai cũng khen ngợi công đức bất khả tư nghị của vô lượng chư phật thứ hai như kinh a di đà nói những chư phật kia cũng khen ngợi công đức bất khả tư nghị của ta nói thế này Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm được việc cực khó Hy hữu trong thị giới ta bà đời ác ngũ trượt Vì các chúng sinh nói Pháp khó tin trong tất cả thế gian này Chư Phật mười phương đều khen ngợi thích tôn diễn thuyết kinh này Nhưng kinh này nguyên có tên bất khả tư nghị công đức nhất khí chư phật sở hộ niệm kinh nên biết kinh pháp như thế được như lai mười phương khen ngợi hộ niệm vì thị thích tôn dạng dò bồ tát di lặc cố gắng giữ gìn chúng ta đọc đoạn kim giang này đầu tiên chúng ta phải biết nơi có phật pháp nơi đó chúng sinh có phước nghe kinh nghe pháp thấy rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh Thật tướng các Pháp trong Kinh đã nói Thật ra nhân duyên đó Là không thể nghĩ bàn Bởi thì trong Kinh Phật thường nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Nhất là nghe được Pháp môn thế này phần trước chúng ta vừa học thực tế mà nói chân tướng sự thật mà đức phật chứng được rất thâm sâu không thể nghĩ bàn như câu kinh văn trước đã nói người có thể nói pháp cũng khó khai thị ai là người có thể nói pháp là chư phật như lai họ cũng rất khó nói rõ ràng việc này vấn đề này nhất định phải chứng mới biết chưa đi vào cảnh giới đó ta không thể lý giải được nếu những người mới học nghe những đại pháp này Giống như học sinh tiểu học Học chương trình của nghiên cứu sở Và lớp tiến sĩ vậy Chúng nó sẽ không có sự thích thú Tại sao họ nghe không hiểu Bởi vì chân tướng sự thật Không giống kiến thức thông thường của chúng ta Trong kiến thức thông thường của chúng ta Ta xem hiện tượng sinh lão bệnh tử của con người là chuyện thường tình, hoa nở hoa tàn. Hiện tượng bình thường, nhưng trong cảnh giới Phật không phải như thế. Cảnh giới Phật nói tất cả pháp không sinh không diệt. Nghĩa là chúng ta là những người hồ đồ. Không có hiện tượng sinh diệt Lý này rất sâu chúng ta học đã mấy mươi năm cũng vẫn mù tịt may thay gần đây có những nhà khoa học vật lý những báo cáo nghiên cứu của họ cũng cho rằng tất cả những hiện tượng trên thế giới này là giả không phải thật Cách nói như thế ngày càng tiếp cận với những lời Phật dạy Giúp chúng ta Hiểu được nghĩa thụ trong kinh Đại Thừa Nhưng những thứ các nhà khoa học phát biểu Đến nay vẫn chưa chín mùi Tùy thì đây vẫn là kiến thức khoa học tiên phong Bắt đầu phát hiện Chính thức có chứng cứ Nhưng chưa đủ Thêm một thời gian nghiên cứu nữa Mới đủ chứng cứ Tất cả mọi người trên thế giới sẽ tin Có thể nói Mắc Lan người Đức Là người khơi màu đầu tiên Ông đã mất Không còn nữa Ông đã dành cả đời của mình để nghiên cứu, đưa ra những phát biểu rất rõ ràng, chi tiết về chân tướng của vật chất, thật không dễ dàng. Trúc của vật chất là gì? phương pháp của họ là phân tích mỗi đơn vị vật chất chia làm hai hai chia thành bốn bốn chia thành tám chia như thế chia đến đơn vị nhỏ nhất mới phát hiện nguyên tử điện tử hạt căn bản hạt cơ bản sơ cấp tiếp tục chia cho ra lượng tử trong lượng tử lại có lượng tử cực kỳ nhỏ vật chất phân tích đến cuối cùng cho ra những thứ đó tiếp tục khám phá lượng tử từ đâu mà có những lượng tử nhỏ nhất này từ đâu mà có thấy rằng nó có nguồn gốc từ ý niệm vậy thì những kết luận các nhà khoa học nền tảng của vật chất là ý niệm ý niệm biến thành vật chất vật chất không phải thật, vì thế kết luận của makland trên thế giới này căn bản không có cái gọi là vật chất nền tảng của vật chất là ý niệm giống với những gì đã nói trong kinh phật kinh phật cho chúng ta biết tất cả pháp ở đây là tất cả hiện tượng vật chất đều từ tâm tưởng sanh ra không những hiện tượng vật chất được sinh ra từ tâm tưởng mà hiện tượng tinh thần cũng được sinh ra từ tâm tưởng chúng ta quan sát hiện tượng tự nhiên có phải được sinh ra từ tâm tưởng chăng đến nay những vấn đề này vẫn chưa có kết luận chính thức theo cách nói của phật là quả trước ở đây nghiệp tướng của A La Da quả trước nghiệp tướng là hiện tượng tự nhiên từ nghiệp tướng biến hiện ra chuyện tướng là ý niệm ý niệm được biến hiện từ trong nghiệp tướng hiện tượng vật chất được biến hiện từ trong chuyện tướng những gì nhà vật lý nói hoàn toàn tương ứng với phật pháp đã nói những phát hiện này trong tương lai nếu được mọi người trong xã hội khẳng định thừa nhận sẽ mang lại hạnh phúc rất lớn lao cho nhân loại chỉ cần biết cách sử dụng ý niệm của mình Chúng ta có thể khiến cơ thể của mình mạnh khỏe trường thọ Sẽ khiến mình không phát sinh bất kỳ một loại bệnh nào Và sẽ làm chậm quá trình lão hóa của mình Ý niệm thật là ghi gượng Ý niệm cũng có thể thay đổi môi trường vật chất Trên quả đất chúng ta tất cả những thiên tai đều có thể dùng ý niệm để hóa giải vì sao vậy vì nền tảng của vật chất là ý niệm thay đổi ý niệm chắc chắn vật chất bên ngoài sẽ thay đổi tương đồng với nguyên lý trong hoàn nguyên quán vậy thì hiểu được vấn đề ý niệm cực kỳ nhỏ của chư phật bồ tát không kể hữu ý hay vô tâm đều phải rất thận trọng tại sao không thận trọng ta sẽ tạo nghiệp một ý niệm bất thiện là ta đang tạo nghiệp một ý niệm thiện cũng là tạo nghiệp niệm thiện tạo nghiệp thiện ác niệm tạo nghiệp ác thiện ác đều có quả báo cõi hư không khắp pháp giới có quan hệ mật thiết với chúng ta bởi vậy quả báo đó cũng không thể nghĩ bàn một thiện niệm của chúng ta có vẻ không vấn đề gì nhưng có thể người ở cõi khác nhận được niềm vui một niềm ác có thể người ở thế giới khác nhận được đau buồn những khởi tâm động niệm của chúng ta thế nào thì khởi tâm động niệm của tất cả chúng sinh cũng như thế đây là nhất thể bởi thế ý nghĩa đức phật xuất hiện trong thế gian để giáo hóa chúng sinh là cực kỳ vĩ đại giáo hóa được một người không phải một mình quý vị tốt cả vũ trụ được hưởng lợi nếu bản thân ta không tốt sẽ ảnh hưởng cả vũ trụ ngày trước mọi người không hiểu rõ những người chứng quả trong phật pháp hiểu rõ những người tu hành hiểu rõ sao họ không nói không ai hiểu người ta không tin phần trước chúng ta nói tứ tất đàn là duyên tứ tất đàn Từ tứ tất đàn sẽ thấy được từ bi vô tận của Phật Tất có nghĩa là phổ biến Đàn là bố thí Phật dùng bốn điều này Bố thí rộng khắp tất cả chúng sinh Trong cõi hư không khắp Pháp giới Những chúng sinh này Là từ Bồ Tát Đặng Giác cho đến địa ngục a tỳ thậm chí bao gồm cây cỏ hoa lá núi sông rừng bể không có thứ gì không có trong đó vì sao phật xuất hiện trong thế gian là bởi đã từng phá hoàng nguyện nơi chỗ này Như Tứ Hoàng Nguyện đã nói thể nguyện độ tất cả chúng sinh đã từng phát nguyện như thế bây giờ đã thành phật nên khi thành phật mới có khả năng đó nếu không có khả năng độ chúng sinh như thế thì đành chịu có khả năng đó ta nên thực hiện Không thực hiện làm sao xứng đáng với mọi người Nhưng Phật là quán cơ Bốn loại này đều là quán cơ Đầu tiên nguyên tắc chung Vì Phật giúp đỡ chúng sinh Rời khổ được vui Khổ từ đâu mà có Khổ có nguyên nhân từ mê hoặc điên đảo Đối với chân tướng sự thật Chân tướng nhân sinh vũ trụ giữ bản thân chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ không hiểu rõ bản thân sẽ nghĩ sai thấy sai nói sai làm sai đây gọi là tạo nghiệp ai là người thấy rõ hiểu rõ thật sự thấy rõ hiểu rõ là bồ tát pháp thân nghĩa là phải minh tâm kiến tánh mới thấy rõ được chưa minh tâm kiến tánh không thể gọi là thấy rõ Minh tâm kiến tánh là chứng ngộ Được lợi ích Chưa minh tâm kiến tánh giống như chúng ta trong kinh giáo Quân tu mấy mươi năm để gọi là giải ngộ Giải ngộ là chúng ta hiểu Nhưng chưa chuyển được cảnh giới Chưa khế nhập vào cảnh giới của họ Trong tình cảnh chúng ta Tu tập bất kỳ pháp môn nào Không thể thành tựu trong kiếp này Đấy là điều chắc chắn Nhưng gặp được tịnh độ Nhân duyên này thật sự không thể nghĩ bàn Người gặp được pháp môn này Nếu tên thật Nguyện thiết không ai không thành tựu Pháp môn này Thật sự là pháp môn đệ nhất nghĩa cứu cánh Điều cuối cùng trong tứ tất đàn nói đến đệ nhất nghĩa Đệ nhất nghĩa là giúp người này thành Phật Nên người này lên ngang cảnh giới của Phật Những ân đức từ bi đo không lời nào có thể nói được khiến quý vị thành phật ngay trong đời này điều kiện rất đơn giản chỉ cần thật sự tin thật sự phát nguyện quyết tâm niệm phật là có thể thành tựu pháp môn này thật sự được gọi cứu cánh lìa khổ được vui cứu cánh Chính lý do này mà Phật xuất hiện Bồ Tát Thanh văn duyên giác Đến thế gian này Đều vì giúp đỡ chúng sinh Rời khổ được vui Phương pháp thì sao? Phương pháp là dạy học căn tánh chúng sinh khác nhau Kinh Phật thường dạy căn cơ ba bậc thượng trung hạ căn cơ bậc thượng phật dạy pháp đại thừa cho họ căn cơ bậc trung phật dạy pháp tiểu thừa cho họ căn cơ bậc hạ phật dạy pháp nhân thiên cho họ bởi họ không biết trên người có người trên trời có trời họ không biết họ chỉ thấy được những gì trước mắt họ chỉ muốn ở lại nhân gian hưởng thụ dục lạc ở nhân gian phật không phụ họ phật không bắt ép họ quý vị muốn thế nào tôi sẽ giúp như thế ý quý vị muốn được giàu sang ở nhân gian đức phật sẽ giúp chắc chắn quý vị sẽ đạt được đấy gọi là căn cơ nhỏ Bởi thế nên nói Trong nhà Phật có cầu tất có ứng Chỉ cần ta đi theo giáo pháp Đức Phật Chắc chắn sẽ được lợi ích Căn cơ nhỏ được lợi ích nhỏ Phước báo nhân thiên Căn cơ bậc trung được lợi ích bậc trung Bậc trung có thể vượt thoát luân hồi lục đạo Có thể giảng sinh Pháp giới tứ thánh đó là tịnh độ những người căn cơ bậc thượng sẽ giúp đỡ họ phá mê khai ngộ đại triệt đại ngộ quý vị có thể xin đến cõi thật bằng chỗ phật bồ tát ở đây gọi là vì người Tùy cơ thuyết pháp Tập khí phiền não chúng sanh rất nặng Phật dùng vô số phương tiện để giúp đỡ Người nặng lòng tham dục Phật dạy họ quan Pháp bất tịnh khiến dục vọng giảm xuống giảng lục đạo luân hồi cho quý vị giảng nhân quả báo ứng cho quý vị nói về chân tướng sự thật lòng tham của quý vị sẽ ngưng lại mong được giàu sang đức phật dạy bố thi của cải sẽ được giàu sang những gì không làm mà có đều có đủ trong số phận của bạn số ta không có thì sẽ không có được không phải của ta trong số không có của cải này mà ta có được tài sản đó sẽ ép bạn đến chết nếu không bệnh hoạn ta sẽ gặp tai họa trong số không có những của cải do cướp đoạt mà có vẫn do số mạng ta có số không có cướp cũng mất khi cướp được tai nạn sẽ kéo đến những việc này là có thực không phải giả trong số đã có cần gì phải dùng những thủ đoạn thấp hèn đó thủ đoạn thấp hèn không những khiến của cải trong số của ta giảm bớt hao mòn mà còn kéo theo tai họa địa vị cũng như thế những chuyện này chúng ta đã tận mắt nhìn thấy số chúng ta chỉ có địa vị cao ngang đó leo lên thêm không phải số mạng ta có kết quả khi đạt đến được địa vị đó tuổi thọ cũng vừa hết tôi đã gặp chuyện này có một thiếu tướng được thăng lên trung tướng đó là chuyện vui nhưng chuyện này chưa công bố việc thăng lên trung tướng được cấp trên phi chuẩn ông được thăng trung tướng vẫn chưa công bố nhưng tin đã lọt ra ngoài bạn bè ông chúc mừng Ông cũng tổ chức buổi tiệc mời tất cả mọi người Khi uống rượu ông chết ngay trong bàn tiệc Mọi người đều chứng kiến chuyện này Mọi người nhìn thấy hiện tượng này Ông ta không có số đó Mạng ông chỉ có một khắc tin Hai khắc tin sẽ đè ông ta chết ngay Đó là gì? Đó là do vui quá nên chết Chết vì vui Vui quá cũng có thể chết đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến lời người xưa không sai rằng cuộc đời đều do số mạng không một chút do người bạn cần gì tranh giành nếu thật sự mong cầu thì phải tích lũy công đức những gì có được là thật tại sao đây là trả ơn quý vị làm nhiều việc tốt trời đất trả ơn quý vị địa vị được nâng lên của cải không ngừng tăng thêm Đây là cái giá bạn được đền đáp trong phật pháp nói công đức quý vị bỏ ra nên có trong thế pháp nhờ quý vị tạo ra phước đức nên có những địa vị và của cải đó Nên có thể nắm giữ được Nếu không phải Dùng thủ đoạn thấp hèn để có được nên biết số bạn có nhiều hơn thế Tại sao hao mòn giảm bước Quý vị vẫn nhận nhiều như thế Xong khi hưởng hết phước Tai quả ập đến ngay thiện có thiện quả ác có ác báo không phải không báo chỉ chưa đến lúc khi quá đáng quả báo lập tức ập đến đây là những chuyện nhãn tiền chỉ cần lưu ý sẽ thấy được. Cần gì khổ thế? Khi chúng ta hiểu được, thấy được chân tướng sự thật, cầu cũng được, không cầu cũng được. Không cầu có khi còn nhiều hơn. khi không cầu tiếng thơm lợi dưỡng người đó sẽ rất khỏe mạnh sống lâu phiền não nhẹ trí tuệ tăng chắc chắn đời sống càng thoải mái pháp hỷ sung mãn cái họ vui không phải địa vị cao không phải giàu có không phải những thứ đó niềm vui của họ là gì ít phiền não mỗi ngày mỗi ít đi Ít lo nghĩ, ít ưu tư Hoàn toàn sáng tỏ, giác ngộ Cuộc sống những người này rất tự tại Bởi thì việc dạy học của Phật do người mà khác nhau Do thời, do nơi, do việc khác nhau Mà những điều Phật dạy sẽ khác nhau Người nóng nảy Dạy cho họ tu tâm từ bi Người ngu si dạy họ thi nhân quả Dạy họ tất cả pháp không tách rời nhân duyên Dần dần trí huệ của họ lớn lên Bởi thì Phật giảng kinh thuyết pháp là tùy cơ dạy dỗ Không nói pháp nào nhất định Bài trước chúng ta đã học. Người căn cơ thành thục, nếu Phật kéo họ một cái, chắc chắn không bỏ được. Chỉ giúp họ nâng lên. Từ nhân thiên đưa họ lên tiểu thừa, từ tiểu thừa nâng lên đại thừa, đại thừa nâng lên nhất thừa người có nhân duyên giữ tịnh tông đấy là nhân duyên đặc biệt niệm phật sinh tây phương họ sẽ thành phật bởi thế đệ nhất nghĩa tất đàn niệm phật là đệ nhất nghĩa cứu cánh tại sao ngay trong đời này chắc chắn sẽ thành phật không có gì không thành tựu giảng sinh thế giới cực lạc cho dù cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm quý vị cũng có thể làm phật đến thế giới cực lạc thời gian làm phật dài hơn một tí thế giới cực lạc thỏa mãn vô lượng thời gian dài hơn một ngày ngắn hơn một ngày có liên can gì Bởi thì mới nói không có gì không thành tựu, gọi là Phật pháp thành tựu ngay trong đời này, pháp môn niệm Phật tịnh tâm thành tựu ngay trong đời này. Quan trọng là chân tín. Bởi thì Đức Thế Tôn nói cho chúng ta pháp môn này, tất cả chư Phật đều khen ngợi điều đó cho thấy đây là pháp môn được tất cả chư phật kỳ vọng tất cả chư phật như lai mọi người đều đang mong chờ ngày nay có người tuyên giảng tất nhiên những đạo lý mọi người tuyên giảng đó sẽ có loại căn cơ này nếu không có người căn tánh loại đó phật không nói phật đã nói chắc chắn có loại căn cơ đó tôi tin rằng người học phật pháp đại thừa trong tám dạng bốn ngàn pháp môn trong một đời không thể thành tựu Ngày nay gặp Thế Tôn tuyên giảng Đối nghiệp giảng sinh của Pháp môn tịnh độ Căn cơ tu hành ngày trước của họ Có thể kết hợp với Pháp môn này Chỉ cần họ tin nguyện Chắc chắn họ sẽ được giảng sanh vậy thì bộ kinh này tức kinh a di đà nguyên danh kinh a di đà trong kinh gọi là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh kinh vô lượng thọ là đại bổn kinh di đà là tiểu bổn tiểu bổn được gọi là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh liệu đại bổn có ngoại lệ chăng kinh vô lượng thọ cũng là bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư phật sở hộ niệm kinh nên biết đấy là một đạo lý nên biết những kinh pháp như thế xứng đáng nhận được sự khen ngợi hộ niệm của tất cả như lai trong mười phương có vị phật nào không khen ngợi có vị Phật nào không hộ niệm Tại sao Chỉ có pháp môn này Có thể độ khắp tất cả chúng sanh Thành Phật ngay trong đời này Bởi thì được chư Phật khen ngợi Vấn đề này đưa lên đầu Đứng đầu tiên Chư Phật hộ niệm cũng được đưa lên đứng đầu Chỉ cần tu hành theo pháp môn này Hộ trì pháp môn này Hoàng dương pháp môn này Công đức không thể nghĩ bàn Trong kinh nói Công đức này ngang bằng với Phật Cách nói này rất rốt ráo Không thứ nào cao hơn nữa phật nói pháp như thế những người tin được rất ít mọi người đều cho rằng thế nào đây chẳng qua là phật khích lệ chúng ta không có thật vẫn đang hoài nghi nền thế tôn dặn bồ tát di lặc và những người khác tạm gì những người khác là rất rộng nhất định phải hiểu được trong những người khác có chúng ta trong đó chỉ cần chúng ta tiếp thu giữ gìn pháp môn này giữ gìn thế nào y giáo phụng hành Ở đây Phật dạy chúng ta thế nào? Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Chỉ cần ta thực hiện tám chữ này Chính là người giữ gìn lớn nhất Phật cũng đem Pháp này giao cho ta Mời ta đến làm người giữ gìn lớn Lớn chỉ siêu diệt mọi người vì pháp môn này hy hữu bậc nhất nên gọi là lớn giữ gìn pháp này là giữ gìn lớn lại giữ gìn này hơn nữa giữ gìn đầu và mắt trong lúc người ta có việc nguy nan mọi người đều biết sẽ giữ đầu thật kỹ nếu giữ được cái đầu Giữ được con mắt Hộ trì pháp môn này Cũng giống như giữ gìn đầu và mắt Hơn những tình cảm thông thường Nên gọi là lớn Lại đường dịch nói Đường dịch là bản dịch trong năm loại nguyên dịch Đoạn kinh văn này đường dịch nói thế này A à, giật đa các ngươi, ta dùng pháp môn này và các pháp Phật khác. Chúc lụy cho con, các con nên tu hành. Ta nay dặn dò kỹ. Dặn dò con, lụy là làm phiền, nên giữ pháp này không bao giờ mất. Con phải giữ pháp môn này truyền từ đời này sang đời khác không thể mất đi. Nói với Bồ Tát Di Lặc như vậy. Trong kinh này giảng rõ ràng hơn, Thế Tôn dặn dò Bồ Tát Di Lặc và những người khác là người giữ gìn lớn. Những người tu hành y giáo phụng hành như chúng ta những người hoàng dương pháp môn này những người hộ trì pháp môn này đều bao gồm trong đó chúng ta mới hiểu rằng tuy trong đời này chúng ta chưa từng nghe thấy nhưng đã là một việc rất lớn lao việc tốt này phật chứng giám Chúng ta dùng công đức đó Niệm Phật cầu sinh tịnh độ Làm gì có chuyện không giảng sinh Tính tâm của chúng ta Có thể được xây dựng tại nơi đây Có thể được kiên định nhờ việc này Thế Tôn làm việc đại chúc lụy Chúc là giảng dò Lụy là làm phiền mọi người vì vậy đại sĩ Di Lặc và những người khác Nên làm người giữ gìn lớn Chắc chắn họ sẽ giữ gìn Theo phương pháp này để tu hành Hoàng dương pháp môn này Nghĩa là hoàng dương tịnh độ Đại sĩ từ thị được Phật giảng dò Trong hội vô lượng thọ nên biết tương lai đại sĩ hạ sinh sẽ hoàng dương kinh này Ở đây là nhận lãnh lời dạy của Phật Làm sao Ngài không hoàng dương Chắc chắn Sẽ giảng ba kinh tịnh độ Nhất định sẽ hộ trì pháp môn này tương lai bồ tát di lạc giáng sinh vào hội long hoa nhất định sẽ giảng pháp môn tịnh độn này chúng ta xem đoạn kinh gian sau vì các hữu tình đêm dài lợi ích không khiến chúng sinh đọa vào ngủ thú chịu đủ nguy khổ đây là những lời phật thích ca mâu ni dặn dò ngài nên xuyên tu hành làm theo ta dạy nên theo lời phật thương nhớ ơn thầy nên để pháp này không bao giờ mất nên kiên trì giữ không để mất mát không được làm trái tăng giảm kinh pháp đoạn này thế tôn giảng do ngài rất cụ thể chúng ta xem chú giải thí Tôn giảng dò ân cần kỹ lưỡng như thế ân cần bàn giao nhiều lần trùng là thêm lần nữa hết lần này đến lần khác Nói chung đời mạt Pháp Chỉ Pháp môn này mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng sanh Câu nói này rất hay Là thật không phải giả Đời mạt Pháp Ngoài Pháp môn này Pháp môn đều hay Nhưng nghiệp chướng chúng sinh quá nặng môi trường chúng ta đang sống không tốt sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn phiền não chúng ta quá nặng không chống cự nổi sự cám dỗ học những kiến thức thông thường phật học học những kiến thức phật giáo không ăn thua Đấy chẳng qua là trồng một chút gốc thiện trong a lại gia Thật sự như thầy Lý nói Chắc chắn họ sẽ luân hồi mãi mãi Thời gian đó rất dài Một khi mất thân người dạng kiếp khó được Rất khó để làm được con người thân người khó được nhưng rất dễ mất thời gian trên cuộc đời này ngắn khi mất thân người rồi sẽ thế nào nếu bị luân hồi sẽ mỗi ngày mỗi đọa lạc không những không leo lên được mà còn rơi xuống dưới đời này không giống đời khác Chúng ta không thể không chú ý vấn đề này Không thể không quan tâm Không thể không lo nghĩ Nếu có sự cảm giác đó Bản thân Cần phải hạ quyết tâm Chuyên tu chuyên hoàng quan pháp và hộ trì là một công đức quan pháp và hộ pháp giống nhau thậm chí công đức hộ pháp còn hơn cả quan pháp đây là điều có thực Xong hộ pháp rất khó Hộ pháp cần chúng ta phải nội hành Phải hiểu rõ Hộ đó mới là thiện hộ Công đức thật sự không thể nghĩ bàn Lý do là gì? Phật Pháp trong tay ta dần già được hưng dưỡng Dần già được nhân rộng Chúng ta không thể không hiểu không nắm được Đôi khi hộ Pháp làm chứa ngại Phật Pháp Là hỗ trì sẽ tạo nghiệp khi hỗ trì Quả bao không tốt tạo nghiệp ở đây chắc chắn sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh những trường hợp như thế chúng ta chứng kiến rất nhiều không kể đạo tràng người xuất gia hay đạo tràng cư sĩ tại gia cũng không ngoại lệ ngạn ngữ xưa có câu rất nhiều tăng đạo trước cửa địa ngục ý nghĩa câu này là gì ý rất sâu ta gặp được phật pháp không chịu tu học đấy là lỗi lầm nếu vẫn làm những việc sai pháp là đang tạo nghiệp. Người hỗ trì Phật pháp, người đáng độ chúng ta không giúp họ mà lại giúp rất nhiều những người không đáng độ. Giúp nhiều nhưng tập khí phiền não nặng, họ không thành tựu. những người có thể thành tựu vì ghét họ không thích họ. Tôi không thèm để ý anh, không giúp đỡ anh. Như vậy cũng là lỗi lầm. Bởi thì người thật sự hộ pháp là ai? Chư Phật Bồ Tát. Những người hộ pháp ngày xưa không phải người phàm. Chúng ta ở trong chùa diện những người trú trì những người làm công đức bồ tát tái sanh họ không phải người phàm bởi thì phật pháp hương dượng họ có thể quán cư bây giờ là phàm phu không có khả năng đó không có trí tuệ không thể quán nhân Nên hỗ trì không hỗ trì Đến lúc họ đi đau tràn trống vắng Tình trạng đó không phải như thế sao Tất cả những vấn đề này Chúng ta không thể thấy được trong đời này Chúng ta thấy những người đó đi không tự tại nhất là khoảnh khắc sau cùng những gì ta muốn thực hiện người bên cạnh sẽ ngăn trở chúng ta đã thấy khi gần mất pháp sư vẫn còn chút trí tuệ muốn biến đạo tràng thành nơi hoàng pháp Tìm đến tôi tôi nói được Cuối cùng tín đồ không đáp ứng Lúc đó họ không còn cách nào bệnh trở nặng Không thực hiện được tâm nguyện Họ giảng sinh chốn nào nghĩ là có thể biết đi rất khó khăn Thấy những trường hợp đó Chúng ta có thể không cảnh tỉnh sao Bởi thì mỗi người trong cuộc đời Chỉ một phương hướng một mục tiêu gian khổ thế nào cũng không thay đổi Bạn mới thành công Học Phật thật sự không khó khó ở chỗ tính tâm kiên định quyết không lay chuyển cứ chờ cơ duyên khi cơ duyên đã chín chúng sinh có phước chúng ta sẽ cống hiến thật nhiều cơ duyên chưa chín chúng sinh chưa có phước chúng sinh chưa có phước muốn làm cũng chịu Nói cách khác Khi cơ duyên chưa chín Quan trọng là hoàn thiện chính mình Có cơ duyên này Mới có thể vì chúng sinh trước Ta chậm sau một chút cũng được Chưa có cơ duyên nhất định phải hoàn thiện bản thân trước đến lúc có cơ duyên đường chúng ta đi càng cao rộng hơn thấy rõ hơn càng sáng tỏ hơn đại đức tổ sư dạy chúng ta một môn thâm nhập quân tu trường kỳ bí quyết điều kiện thành công cho tất cả mọi người từ xưa đến nay phải siêng năng chân thật nghe lời nghe lời dạy của chư phật bồ tát trong chú giải của hoàng niệm lão có tám mươi ba thư kinh luận được ông dẫn chứng đây là những lời của Phật, lời của Đại Bồ Tát, Giang Thụ Phổ Hiền Quán Âm thị Chi đều được dẫn chứng. Những lời của các Đại Đức Tổ Sư dẫn chứng 101 loại của Đại Đức Tổ Sư, thêm vào các chú sư của Tổ Sư Đại Đức người nước ngoài là 110 loại. Tổng cộng 193 loại. Tập Đại thành Phật Bồ Tát Đại Đức Tổ Sư chú kinh Tập Đại thành. Rất khó được. Đọc chú giải này là đọc từng đó kim luận. Là đọc từng đó lời khai thị của Đại Đức Tổ Sư. Phương thức của chú giải này rất tuyệt vời Không có ý kiến riêng của cá nhân Ý kiến cá nhân chưa chắc được mọi người đã tin Chú giải như thì không thể không tin Từ những sản phẩm được sao chép từ rất nhiều kinh luận Của các đại sư, tổ sư, quan niệm lão đã cho thấy Đây là tập đại thành kinh nghĩa từ những kinh luận đó hạ liên cư là đại thành sắp xếp từ năm loại kinh bổ niệm lão là tập kinh luận đại thành chú dạy của các đại đức đây là một sự kiện cực kỳ hy hữu khó gặp Đây chính là thật sự tiếp nhận lời dặn dò ân cần nhiều lần của Phật Thích Ca. Trong thời đại này, họ là những truyền nhân của Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền bá đại pháp từ đời này qua đời khác. Hiện tại, người y theo cuốn sách đó tu hành rất đông chúng ta biết hơn sáu năm gian khổ mang bệnh nặng để hoàn thành bản chú giải này của niệm làm thật sự rất khó để chúng ta cảm ơn làm thế nào để cảm ơn đọc chú giải này đọc thật kỹ chú giải này nghiên cứu thật kỹ bộ chú giải này Liên tục học tập những kiến thức trong đó Vì sao tất cả những nghi hoặc Chúng ta sẽ quá giải được Tinh thật, nguyện thiết Buông bỏ dạng duyên Nhất tâm niệm Phật Cầu sinh thế giới cực lạc phương Tây Chắc chắn ta sẽ đi khi được đến thế giới cực lạc phương tây ta thật sự đã báo được ân phật chưa giáng sinh vẫn chưa báo được ân phật nhất định phải giáng sinh để báo đáp ân phật thật sự giáng sinh đời chúng ta không phải sống thừa đời này được sống một cách đầy đủ viên mãn bởi vậy những gì đáng buông bỏ nên buông bỏ không đáng buông bỏ cũng nên buông bỏ buông bỏ tất cả nhất là trong giai đoạn hiện tại ngày nay có những người đồng học mang đến cho tôi một số tư liệu thiên tai xảy đến trong tuần này năm mươi ba vụ trong một tuần là rất nghiêm trọng những thứ đó là gì mỗi tuần lễ chúng ta thấy chừng đó cảnh báo chúng ta nhanh chóng nỗ lực nhanh chóng buông bỏ gấp rút niệm phật Ngoài những phương pháp đó không còn cách nào cứu vớt chúng ta Cứu vớt chúng sinh không tìm được chỉ có cách này Bởi vì ở chỗ này Thế tường ân cần không ngừng giảng dò Những câu này nói rất hay Mà Pháp chỉ có Pháp môn này Mới có thể giúp đỡ chúng sinh Được lợi ích thật sự Không phải lừa dối Giúp bạn giảng sanh Khi sinh đến thế giới cực lạ Sẽ thành Bồ Tát bất thối chuyển Sẽ được lợi ích như thế Nên dặn giữ gìn Dặn dò chúng ta giữ gìn Vì tất cả hữu tình là ngọn đèn sáng trong biển sinh tử Dẫn chúng sinh thoát biển sinh tử Nên nói lợi ích trong đêm dài Đêm dài là luân hồi lục đạo Ở đây là diễn diễn mê hoặc điên đảo Người giác ngộ vượt ra Kẻ không giác ngộ vẫn ở trong đó những gì ngày nay chúng ta gặp được là tháp đèn trong biển sinh tử chỉ đường cho chúng ta vượt thoát bản thân chúng ta tu tập làm tấm gương sáng cho mọi người đấy chính là dẫn chúng sinh dẫn tất cả chúng sinh thoát ly bể khổ sinh tử Khi ta giảng sinh, mọi người sẽ thấy tướng tốt đó. Họ cảm nhận được. Họ hiểu được. Họ nhận thức được việc đó là thật, họ gắng làm. Không có tấm gương tốt, nhất là trong thời đại này, đây là thời đại mọi người gọi là khoa học Trước tiên phải hoài nghi với tất cả Tận mắt nhìn thấy họ sẽ không hoài nghi Thật sự đã thấy được Khi giảng sinh Thấy rõ ràng Không còn nghi ngờ Không bệnh quản gì Nói đi là đi Như thế mới được Chúng ta thật sự phát nguyện Không phải vì mình Mà làm tấm gương cho tất cả chúng sinh Khiến chúng sinh tin tưởng pháp môn này Tin niệm Phật giảng sinh là có thực Ta làm tấm gương như thế để mọi người noi theo Được Phật A-di-đà gia trì Quý vị thật sự sẽ làm được Bởi vậy không thể không cố gắng Học tập pháp môn này Công đức sẽ vô lượng vô biên Có thể lay động một người Đem một người giảng sinh Bồ Tát Đại Từ nói Công đức lớn hơn chính mình giảng sinh nếu đem một người đi, đem hai người đi càng tốt hơn. Đem trên mười mấy người đi thì quý vị là Bồ Tát. Đem được vài trăm người đi, bạn là Đại Bồ Tát. Nếu trên giảng người ta là Phật A-di-đà tái sanh. Đây là những lời của Bồ Tát Đại Từ. Khuyến khích chúng ta. Và cũng là Hoàng Dương hộ trì Pháp môn này. Hoàng dương hộ trì là phải nỗ lực Mình không nỗ lực đấy là giả Không phải chân Nhất định bản thân mình phải làm Nhất định sẽ thành tựu Nhờ diệu pháp này Có thể khiến tất cả chúng sinh Sớm thoát sinh tử Không đọa ngụ thú khỏi bị các khổ Dùng ý của Phật là ở đó Chúng sinh luân hồi lục đạo thật đáng thương Đáng thương từ góc độ nào? Nếu nhìn từ góc độ nghiệp bất thiện họ tạo trong hiện tại Nhìn ý niệm của họ khởi tâm động niệm bất thiện Tập khí phiền não quá nặng Nghiệp họ tạo là luân hồi Hiện tại ta thấy cả thị giới Không kể chỗ nào Các loại ngành nghề Chúng ta bình tâm xét kỹ Đều là nghiệp luân hồi Mà lại rất nhiều bất thiện Ít thiện Quả báo bất thiện là tam đồ Quả báo thiện là ở nhân thiên Xã hội nhân gian bây giờ đang loạn, quải trời cũng loạn. Nhân thiên đều loạn. Quý vị thấy phiền phức hay chăng? Mỗi ngày trên quải trời tốt, rất vui, ngày nay không thể sống thoải mái trên trời. Ngày trước từ pháp sư Thường Tuệ chúng ta nghe được tin đó. Pháp sư Thường Tuệ. Một số thần núi Bắc Triều thời đó, tám vị thần núi thường tìm bà, muốn bà đưa họ đến Bắc Triều tiên. Khi qua biên giới Trung Quốc có một vị thần hộ pháp, sức mạnh thần hộ pháp mạnh hơn, không cho họ vượt qua. Vì thế, từ không trung bà nhảy xuống rất chính xác, nhảy xuống đống cát, không bị thương. Từ không trung nhảy xuống. Bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bị một trận gió lớn, giống như gió lốc cuốn bà đi mất. Sau khi đã hạ xuống, liền gọi điện về chùa trong chùa mọi người tìm không thấy trong lúc hoảng loạn bắt được tin bảo người đi đưa bà về khi về đến nơi tám vị thần đó lại đến tìm bà bà hỏi họ quý vị đến có việc gì quý vị từ đâu tới từ bắc triều tiên có hơn ba trăm vị thần họ là những đại biểu bà tu hành quá giỏi mong bà đến triều tiên đem họ theo cùng tu bây giờ không đi được tám vị thần núi này cũng không về lại được nên theo bà làm thần hộ pháp tôi tin bà không phải viết câu chuyện này để lừa dối chúng ta khi bà đến đây bà kể chi tiết câu chuyện này cho tôi Bà đã từng hỏi những vị thần hộ Pháp này Quý vị làm thần nuôi đã lâu chưa? Hơn ba ngàn năm Bà hỏi tiếp Ba ngàn năm trước Khi Phật Thích Ca còn tại thì Tại sao quý vị không tu hành? Lúc bấy giờ không biết gì Bỏ lỡ nhân duyên Bây giờ thì thế giới đã thay đổi Muốn tu hành họ cũng đến khoải trời thấy khoải trời cũng rối tung lên nghĩ lại thấy thế giới cực lạc là nơi tốt nhất mọi người mong tìm được người thực tâm tu hành tu tịnh độ để dẫn dắt họ lãnh đạo họ để mọi người cùng tu có một câu chuyện như thế chúng ta nghĩ rất có lý Tại sao? Ý niệm không thể nghĩ bàn Ý niệm của chúng ta Một ý nghĩ bất thiện có thể ảnh hưởng đến quái trời Cũng gặp nạn cũng không tốt Ngày nay chúng ta thử quan sát quả địa cầu này Bao nhiêu người phát ra ý niệm là thiện Bao nhiêu người là bất thiện Bạn cứ nghĩ như thế sẽ thấy được Môi trường xung quanh chúng ta Nhìn xuống dưới là ba đường ác Nhìn lên trên là trời cõi dục Trời cõi sắc, trời cõi vô sắc Nói chung trời cõi sắc và quái vô sắc Ít bị phiền phức Trời cõi dục chắc chắn sẽ bị làm phiền Chúng ta sẽ hiểu giáo dục phật giáo quan trọng đến nhường nào trong thời đại này học tập giáo dục phật giáo thật sự tu hành đấy là đại thiện đấy không phải tiểu thiện việc này được chư phật đặc biệt hộ niệm trời rồng thiện thần bảo vệ chắc chắn việc này người cùng tâm này tâm cùng một lý bởi thế có thể tưởng tượng được dụng tâm của chư phật bồ tát là hy vọng có thể toàn tâm toàn lực giúp đỡ các loại chúng sinh các loại ở đây là chúng sinh trong chính pháp giới nhanh chóng thoát sinh tử ngay trong đời này, liễu xuyên tử xuất tam đồ, Không trở lại ngũ thú, ngũ thú là lục đạo. Trên thực tế chỉ có ngũ đạo, Lục đạo có thêm A-tu-la. Trên thực tế A-tu-la, Kinh lăng Nghiêm nói rất rõ, Chỉ địa ngục không có A-tu-la. Bốn cõi còn lại đều có A-tu-la Cõi người có A-tu-la Cõi trời có A-tu-la Cõi quỷ có A-tu-la Súc sinh có A-tu-la Phước báo của A-tu-la rất lớn Đều tu hành trong nhà Phật Sao lại trở thành A-tu-la? Tập khi nóng nảy ngạo mạn quá nặng Tâm hiểu thắng rất mạnh Tâm ghen ghét rất mạnh Nhưng họ thật sự tu Họ cũng tu ngũ giới thập thiện Vì thế được sinh lên trời Rất nóng nảy Phước bao lớn được sinh lên quái trời Nhưng ở trên trời vẫn cứ tạo nghiệp Phước báo nhân gian cũng lớn Trong cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ Đều là những người có phước báo lớn Nhưng tâm địa không hiền lành Không có tâm từ bi Nói cách khác Họ tự tư tự lợi Họ tìm đến tiếng thơm lợi dưỡng Họ có tham sân suy mạng nhất là ngạo mạn nhất là ghen tị nói đến lục đạo là chỉ thiên a tu la nói ngũ đạo thiên a tu la được quy vào quái trời trở thành ngộ thú khỏi chịu khổ não chỉ cần chưa hết luân hồi bạn không có cách nào khỏi chịu khổ não việc khổ rất nhiều kinh phật chia thành ba loại lớn khổ khổ hoại khổ hành khổ ba loại lớn như thế ba loại lớn này bao gồm tất cả mọi người trong lục đạo ba loại khổ quải dục cũng chịu khổ không thể tả trong cõi sắc không có khổ Họ có hoại khổ Có hành khổ Thế nên nỗi khổ của họ nhẹ hơn Nhẹ nhất là cõi vô sắc Cõi vô sắc chỉ có hành khổ Không có khổ khổ Không có hoại khổ Phật dạy chúng ta phải mãi mãi thoát ly Đấy chính là ý nghĩa căn dặn bồ tát di lặc phải hộ trì bộ kinh này chúng ta xem nốt đoạn cuối từ sau nên xuyên tu hành nói lên hai lời cứu cánh tự giác giác tha Nên siêng tu hành Làm theo lời dạy của ta Nên theo lời Phật Thường nghĩ ơn Thầy Ở đây nói đến Hai thứ lợi ích duyên mạng cứu cánh Giảng sinh tự giác đã viên mãn. Bạn giúp đỡ người khác, người khác tin, họ cũng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, họ cũng viên mãn. Không dùng tám dạng bốn ngàn pháp môn, tám dạng bốn ngàn pháp môn bạn phải tu học nhưng chưa chắc đã chứng đắc viên mãn. Chỉ có pháp môn thù thắng thế này. Vì thì phải tôn trọng những lời của Phật Nhất định phải tuân thủ Nhất định phải thực hành Những lời giáo huấn của Phật Phật không lừa chúng ta Không đánh lừa chúng ta Kiên trì kinh pháp Xuyên năng tu tập Mong báo ơn Phật không thể không kiên trì giữ bộ kinh này, quyết không buông thả, mỗi ngày tu tập tịnh độ, tốt nhất nên chọn bộ kinh này làm hai khóa sáng chiều, buổi sáng tụng một biến, buổi chiều tụng một biến. Nếu chúng ta vẫn còn lo nghĩ vẫn còn tham luyến pháp thế gian, tốt nhất là nghe kinh. Nghe thật rõ, nghe thật thấu đáo. Hãy làm phép so sánh thế giới này với thế giới cực lạc, ta sẽ hiểu được. Sẽ thấy được sự lựa chọn của mình là đúng, là chính xác, không nhầm. Phải tin tận phải nỗ lực để tu tập tu là theo lý luận kinh điển phải sửa đổi cách nghĩ cách nhìn của chúng ta làm theo lời dạy của kinh điển sửa đổi những hành vi của thân miệng chúng ta tập là ứng dụng đem tất cả những thứ đã tu đã học áp dụng vào đời sống phải áp dụng tất cả như thì mới thật sự báo đáp ân phật ngưỡng là cảnh ngưỡng kính ngưỡng báo đáp ân phật tiếp đó làm theo lời dạy nên theo chư phật thường nhớ ơn thầy ba câu này đều chỉ tôn sư trọng đạo y giáo phụng hành phần trước chúng ta học thiện tri thức thiện tri thức là người thầy kinh hoa nghiêm gọi là thiện tri thức thiện tài đồng tử thăm năm mươi ba thiện hữu là những người thầy Đời này chúng ta thành tựu hay không Quan trọng là người thầy Thật sự gặp được người thầy tốt Gặp được người thầy tốt Thân cận thầy Thờ kính thầy Điều kiện cơ bản là tâm thái như ấn tổ đã nói thành kính một phần được một phần lợi ích thành kính mười phần được mười phần lợi ích trong xã hội ngày nay rất nhiều trường hợp không hiếu thuận cha mẹ không có lòng tôn kính thầy tổ Đấy là cái khó Phật Bồ Tát muốn dạy Không có duyên Dạy bằng cách nào? Nếu nói mình hiếu thuận cha mẹ Họ dặn lại tôi dựa vào điều gì để hiếu thuận cha mẹ Tôn kính thầy tôi lấy gì để tôn kính họ Không hiếu thuận cha mẹ Không kính sư trưởng Tương lai thế giới này sẽ đi về đâu Sẽ bị quỷ gì Mấy năm nay chúng ta thường nghe Rất nhiều người nói ngày tận thế lý do dẫn đến tận thế không hiếu cha mẹ không kính sư trưởng đó là lý do tận thế vấn đề này những người trong thời đại này có thể nói là chuyện đau khổ nhất Có nên trách những người này chăng? Không thể Nếu trách họ thì hơi quá đáng Tại sao không có người dạy dỗ cho họ? Ngay Phật cũng không trách Bài trước chúng ta đã học Trong kinh nói người đi trước không hiểu Cha mẹ họ không hiểu Ông bà họ không hiểu thậm chí ông bà cố họ không hiểu tại trung quốc có lẽ đến cao tổ của họ mới hiểu được biết thế nào hiểu nhưng không chú tâm không nỗ lực dạy dỗ biết được tầm quan trọng của giáo dục nhưng không để tâm dạy dỗ từ đời này sang đời khác coi thường đến nay ít nhất đã năm thế hệ nếu gộp chuyện coi nhẹ có thể tính được trên hai trăm năm văn hóa truyền thống Trung Quốc bị coi nhẹ hai trăm năm một trăm năm thứ nhất là cuối đời nhà Thanh không coi trọng không coi trọng nho phật đạo những việc này do bàn tay của Thái hậu Từ Hy tội này đọa địa ngục bà có ra được chăng một số người nói bà không cách nào ra được tội của bà quá nặng người đứng đầu không tốt những vùng miền khác trên thế giới cũng như thị khoa học phát triển phát đạt mọi người tin khoa học không tin tôn giáo không tin thần thánh đặt dấu hỏi về nền giáo dục thánh thần thậm chí cho rằng những thứ đó là mê tín xã hội hiện tại do khoa học tạo nên đây là sự thật mọi người đều tin vào khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật mang đến cho loài người một chút ngọt ngào nhưng cái giá phải trả cực kỳ đau đớn, thu không bù chi, ai hiểu? Có người thời nay đã dần dần giác ngộ. Tại sao tần suất thiên tai quá nhiều? Có người đã biết sợ. Để xem sang năm có vừa qua được cửa ải này chăng Dựa ngôn gì? Thiên tai của ma già là ngày. 21 tháng 12 năm 2012 Giải Ngân Hà sẽ gặp nhau Tâm trạng các nhà khoa học Một nửa cho có khả năng, một nửa cho không thể Tỷ lệ là 50%, địch 50% Xem những gì sẽ xảy ra sang năm Những người niệm Phật chúng ta Nên đã chuẩn bị tốt cho công việc này Lỡ khi đến phải làm sao Vì thì không sợ nhất dạng Chỉ sợ dạng nhất Dạng nhất đến phải làm sao Thật sự giảng sinh Chúng ta sẽ không sao khi thiên tai đến đồng nghĩa lúc Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Thời gian một năm của tôi đã đủ Một năm là thời gian quá dài Buông bỏ tất cả Không còn lưu luyến nữa Bỏ lỡ là nhân quả mình phải phụ trách Buông bỏ tất cả Chỉ một câu A-di-đà Phật niệm đến nơi đến chốn Nhất định phải đến thế giới cực lạc Rất nhiều di dân của chúng ta đã qua đó Đây là chỗ an ổn, không thiên tai Đây là nơi bình thường, giáo dục phát triển Phật A-di-đà chư Phật Bồ-Tát Ngày nào cũng giảng kinh dạy học Chưa nghĩ ngày nào Chúng ta đến học tập nơi đó Đến đó là thành Phật Tại sao còn chân chừ Sao vẫn còn lưu luyến nơi này Nói thật Bất luận có thiên tai hay không Chúng ta vẫn quyết định đến thế giới cực lạc không thể không đi càng sớm càng tốt như thế mới đúng nhất định buông bỏ thế giới này người ta bất hiếu cha mẹ ta có hiếu cha mẹ người ta không tôn kính sư trưởng ta tôn kính sư trưởng ngày nào ta cũng làm tấm gương như thế để mọi người nói theo Người thiện căn sâu dày thấy được họ sẽ thay đổi Sẽ tỉnh ngộ Người có tập khí nặng Họ không tỉnh ngộ khi thấy Ta không so đo với những người đó Ta chỉ làm cho bản thân mình khi mình đã thực hiện tốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến người khác đây là chuyện của người ta đừng để ý những chuyện đó chúng ta thực hiện theo pháp mới đúng nên làm theo lời phật thường nghĩ ơn thầy nghĩ ơn thầy là phải y giáo phụng hành thầy mong ta thành tựu ngay trong đời này ta không thành công ta không xứng đáng là đệ tử của họ. Nhất là đối với ba người thầy của tôi. Thầy Phương dành hết thời gian để dạy dỗ chúng ta. Không phải học trên giảng đường Đại sư chương gia cũng rất đặc biệt Mỗi tuần một tiếng đến hai tiếng Phần lớn là hai giờ Có chuyện gì mới một giờ Mỗi tuần một lần Rất ít khi bỏ giờ Học sinh chỉ mình tôi Nếu chúng ta không thành công làm sao xứng đáng với họ? Tuy thầy Lý mở một lớp. Không dạy riêng tôi. Chúng ta từ lớp nhỏ lên lớp trên, nhưng ông rất quan tâm tôi. Không lâu tôi trở thành trợ giảng của lớp nhỏ. Đều rất muốn chúng ta được thành tựu Thế nào là thành tựu đúng nghĩa Giảng sinh thế giới cực lạ Thân cận Phật A-di-đà Đấy là thành tựu đúng nghĩa Còn lại không được gọi là thành tựu Vì thị cầu tôn sư trọng đạo Chữ tôn ở đây Không sát nghĩa mà phải là tôn của tôn trọng Không có bộ xích mới đúng Tôn của tôn trọng Vấn đề này có thể nói thông được Ở đây là tuân thủ lời giáo huấn của người thầy Nghĩa như thế Trên thực tế tôn trọng người thầy Thật ra cũng đúng Tôn sư trọng đạo Tôn sư trọng đạo là phải y giáo phụng hành Mới là tôn sư trọng đạo Không y giáo phụng hành để không phải tôn sư Không phải trọng đạo Bởi thế tiêu chuẩn của nó là y giáo phụng hành Y giáo phụng hành nhất định phải đem sở học của mình Áp dụng vào đời sống Áp dụng vào đối nhân sự thi Đấy mới là tôn sư trọng đạo đúng nghĩa hiếu thuận cha mẹ tôn sư trọng đạo hiếu thuận cha mẹ là gốc bất hiếu cha mẹ làm sao có thể tôn sư trọng đạo phật pháp là sư đạo nên biết rằng sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo bất hiếu cha mẹ nó còn bất hiếu làm sao có thể tôn trọng người thầy Bởi thế những thiên tai ngày nay Rất khó quá giải Nguyên nhân chính là ở đây Nếu khôi phục Bằng cách nào để khôi phục Dẫn theo tám chữ Làm sao để xã hội khôi phục Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn sư trọng đạo Xã hội sẽ được cứu Dùng cách nào để làm Vì thì Tôi thường nghĩ dùng này Ví dụ một huyện Một thành phố Vị thị trưởng là Bồ Tát Thị trưởng muốn cứu xã hội Nên trong thành phố này Lập một vùng nhỏ Một trấn nhỏ Làm khu thực nghiệm văn hóa truyền thống làm trong khu đó kêu gọi những gì Mọi người biết hiếu thuận cha mẹ Mọi người biết tôn sư trọng đạo Lấy đó làm mô hình để mọi người học tập Ngày trước chúng ta đã thử làm Ba năm ở tiểu trân Thang Trì Lưu Giang An Quy thành công Bởi thế chúng ta hiểu được phương pháp này rất đáng tin phương pháp này mang lại hiệu quả lúc bấy giờ bộ trưởng cao xương lễ ở lại tiểu trấn Thang trì nửa tháng ông cảm nhận rất sâu sắc ông nói kinh nghiệm ở tiểu trấn Thang trì có thể cứu trung quốc nói với thư ký dùng đó đúng lúc đó tôi cũng có mặt tôi nghe lời nói của ông những lời của ông nói rất đúng không sai một chữ nếu mỗi quốc gia đều có vài khu thí nghiệm như thế xã hội được cứu quốc gia được cứu thế giới cũng được cứu không dùng phương pháp này chỉ dạy học không sẽ không ai tin giảng xong trả lại thầy khi nói hết những vấn đề này nếu không tin hãy đến xem thấy đúng không phải lừa bịp sẽ thay đổi nhất định phải thực hiện tại sao khoa học nói đến thực nghiệm cần chứng cứ không thể nói suông đấy là ý tưởng không thể thực hiện được cứ thực hiện người ta sẽ tin khoa học nói chứng cứ ngày nay không đem chứng cứ đó ra những điều tâm quyết đó của khoa học cũng không được tiếp nhận đưa chứng cứ ra họ sẽ tiếp thu họ sẽ rất khâm phục Công đức sẽ vô lượng vô biên Giống như ngày nay Đài Loan có hai nơi đang làm Đã có những thành công nhất định Nhưng thành công đó vẫn kém xa ở Lô Giang Ở Malaysia đang làm gần đây có một số địa phương mời chúng tôi đến thăm tôi cũng không có gì để nói nếu có cơ hội tôi sẽ khuyến khích mọi người thực hiện kinh nghiệm ở than trì ở nước ngoài một số nơi có duyên Khiến nơi đó thực hiện đại trà Nếu thật sự có kết quả Việc đó quá tuyệt vời Đây thật sự gọi là báo đáp công ơn tổ tiên Báo ơn cha mẹ Báo ơn thầy tổ Chỉ cần thức tỉnh được ý niệm này Chúng ta đã cứu được Bởi thế ngày xưa Thời cổ xa xưa Rất quan trọng giáo dục Họ thật sự có ý thức Trong việc giáo dục Có phương pháp giáo dục có lý niệm giáo dục Rất sâu sắc, rất rộng rãi Có kinh nghiệm giáo dục Thành công trong giáo dục Tôi tin không dừng lại ở 4.500 năm Khi nhân loại chưa phát minh ra chữ viết Không thể nói không có văn hóa Nồng cốt văn quá xưa Là ngủ luôn ngủ thường tử duy bạc đức Tôi tin những lý niệm này tuyệt đối hơn năm ngàn năm Bởi vì nó chỉ có hai mươi chữ Được truyền bằng miệng Tôi nghĩ truyền từ mười vạn năm cũng không sai sót Ngủ luôn cha con thân thiết giữ nghĩa vua tôi vợ chồng rõ ràng thứ tự lớn nhỏ bạn bè tin nhau bạn nghĩ như thế có sai sót chăng truyền mười vạn năm cũng không thất truyền năm câu này mỗi câu bốn chữ hai mươi chữ thất truyền trắng không thể nào ngũ thường chỉ có năm chữ nhân nghĩa lễ trí tính tứ duy bốn chữ lễ nghĩa liêm sĩ bát đức tám chữ hiếu đệ trung tín nhân ái hòa bình chắc chắn không thể truyền sai chỉ cần mọi người thực hiện đủ mấy chữ này nghĩa là cách trị đại đồng không phải bậc trung nơi đó sẽ thái bình thịnh trị ngày xưa từng xuất hiện ngày xưa vào thời đại nhiều thuấn vũ thật sự là thị giới đại đồng ba thời hạ tương chu mọi người gọi đó là bậc trung không sai bạo loạn xuân thu chiến quốc kéo dài đến 500 năm thảm họa 500 năm Tuy thiên tai Nhưng mọi người vẫn giữ nghĩa Ngày đánh nhau vẫn giữ nghĩa khí Chưa vàng xong trận không đánh Vẫn giữ thành tín Nhà Tần thống nhất đất nước 15 năm mực nước Nhà Hán lên thay Nhà hán trị vì 400 năm Dùng lễ cai trị đất nước Cho đến mãn thanh Phát động những gì lễ giáo Gốc của lễ là hiếu thân tôn sư Gốc rễ của lễ Ngày trước không ai không hiểu Cỡ tuổi tôi Từ bé ở nông thôn Trường tư thuộc nông thôn Làng quê ngày ấy thật đặc biệt Là căn cứ địa của phái đồng thành Vì thì không khí học tập ở làng quê rất náo nhiệt Học sách cổ tôi được trải nghiệm thời gian không dài hình như đâu được một năm sau đó thì thay đổi thành tiểu học ngắn ngày tiểu học ngắn ngày chế độ hai năm bài vở cũng thay đổi trước đó mấy hôm thấy người ta mang đến mấy cuốn sách sách tiểu học dân quốc năm đầu Tôi mở xem, thật đúng là sạch lúc đó. Thay đổi, không học những kiến thức cổ. Ở trường tư thuộc ngày trước, học Tam Tự Kinh Bách Gia Tánh. Học Thiên Tự Văn. Có một số đạo đức luân lý. Nhưng đến đầu năm dân quốc Khi đổi sách giáo khoa vẫn còn rất ít ít đi Sau kháng chiến thì hoàn toàn không còn Thời kỳ kháng chiến vẫn còn một môn công dân Đến nay công dân cũng không còn, không cần nữa Có nghĩa là phương diện giáo dục liên quan đến việc làm người đã không được nhắc đến tất cả những điều dạy dỗ đều hướng đến khoa học kỹ thuật. Cả thế giới này ngày nay đều đi theo con đường đó. Bởi thời thanh niên ngày nay, họ biết làm việc nhưng không biết làm người. Không biết làm người đến mức nào, bất hiếu cha mẹ. Không yêu thương anh chị em. Bất kính sư trưởng Không tin bạn bè Không còn tình cảm Tất cả đều là thiệt hư Có lợi thì bạn bè Phương hại là kẻ địch Tạo nên loạn động xã hội Ngày nay rất nhiều người Những nhà lãnh đạo quốc gia Và những chuyên gia học giả Khi tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc Đã thấy Không ai không hy vọng Thế giới được hòa bình an ổn Đều hy vọng Nhưng không tìm ra phương pháp Ban đầu cảm thấy thế nào Quá nhiều xung đột Làm sao để loại tiêu diệt xung đột Họ dùng những danh từ rất mạnh mẽ Khi tham dự tôi nói không nên dùng từ tiêu diệt Dùng từ quá giải Phải quá giải xung đột Không nên tiêu diệt Bạn tiêu diệt họ, họ tiêu diệt bạn Không bao giờ quá giải xung đột phải dùng trí tuệ phải dùng luân lý đạo đức để hóa giải nó đừng bao giờ dùng phương pháp cứng rắn như thế là tạo nên xung đột gây nên xung đột không thể giải quyết vấn đề Chúng ta đem kinh nghiệm năm ngàn năm của người xưa để nói với mọi người Khi nghe họ rất quan hỷ Nhưng đã nói thế nào? Đấy là lý tưởng, không thực hiện được Bởi thì thực nghiệm chúng ta làm ở tiểu trấn thang trị Là do liên hợp quốc bức bách mà thực hiện nên Chúng ta thực nghiệm để xem những kiến thức ngày xưa của người xưa có kết quả chăng kết quả thật bất ngờ cực kỳ hiệu quả những nhân viên liên hiệp quốc nghe thì rất hoan hỷ thật sự hoan hỷ tại sao nói thật sự hoan hỷ đều muốn đến than trì khảo sát đều muốn đến thăm học hỏi đây là thật sự hoan hỷ không phải giả tạo Tuy họ gặp những ngăn trở không thể thực hiện Nhưng tôi biết ít nhất có ba mươi vị Họ đi với tư cách du lịch tham quan cá nhân Đến đó khảo sát Ở lại đó ba bốn hôm Có bởi thì thành công ở than trì đã có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới ngày nay thiên tai ngày một nghiêm trọng vấn đề này ngày càng bức thiết phải làm nhanh ai đứng đầu là người lãnh đạo thị giới muốn đi trên con đường hòa bình ổn định Lịch sử Trung Quốc đã ghi nhận Thành Thang Lấy bảy mươi dặm để quản lý thiên hạ Châu Văn Dương dùng trăm dặm để quản lý thiên hạ Dùng họ trị gì rất nhỏ Quốc gia Triều Chu Chỉ có một trăm dặm vuông Quốc gia rất nhỏ Họ làm được Giống như chúng ta tưởng tượng Trấn Thang Trị Làm thành một thế giới thu nhỏ làm điểm thí nghiệm điển hình Bao nhiêu quốc gia đều học tập theo đó Tôn trọng họ Tôn họ làm thiên tử Học tập theo Lúc chưa thống nhất gọi là nước chư hầu Từ lưu vực sông Hoàng Hà Đến lưu vực sông Trường Giang Chưa đến Châu Giang Bao nhiêu quốc gia Hơn 800 quốc gia Tám trăm nước chư hầu Thiên tử lúc bấy giờ Mọi người tôn trọng mới được xưng thiên tử Không phải thống trị Nhưng các nước chư hầu đều dân mệnh Tại sao họ có đạo đức Có lòng thương Chí công vô tư Giúp mọi người giải quyết vấn đề Bởi thì mọi người gặp những chuyện khó khăn đều thịnh giáo Hai quốc gia xảy ra mâu thuẫn Đến đó thịnh giáo trình bày sự việc Không cần gươm giáo Vấn đề vẫn được giải quyết lịch sử Trung Quốc thời gian động loạn rất ngắn đại bộ phận là thái bình thịnh trị nghiên cứu lịch sử Trung Quốc ở nước ngoài nổi tiếng nhất là tiến sĩ Thác Trương ông khâm phục người xưa Họ rất thông minh Một dân tộc đông dân như thế Trải dài trên một dải đất như thế Nhân khẩu đông đúc Hơn hai ngàn năm Tần Thủy Hoàng thống nhất Mãi đến ngày nay vẫn thống nhất Trên thế giới này chỉ có một quốc gia như thế La Mã, châu Âu, thống nhất châu Âu Một ngàn năm khi mất nước rồi không bao giờ thống nhất lại được Ngày nay chúng ta thấy Mấy câu nói của Phật Thích Ca Mâu Ni Thường nghe lời Phật Luôn nhớ ơn Thầy Phật là Bậc Thầy vĩ đại Phật là Bậc Thật Sự Giác Ngộ Trong Kinh Ngài dạy chúng ta Tịnh nghiệp tam phước trong quán kinh Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Trong việc tu tập Của tất cả các tông phái đại thừa Tổng cộng có ba điều rất đơn giản Chúng ta có thể ghi nhớ Thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ kính thờ sư trưởng từ tâm không giết tu thập thiện nghiệp đó là điều thứ nhất nhân thiên thiện thực hiện được điều này thiên hạ sẽ thái bình nên nhớ căn bản là hiếu thân tôn sư là căn bản của mọi căn bản chúng ta đề xướng đệ tử quy là dựa trên điều này làm sao áp dụng hiếu thân tôn sư Áp dụng đệ tử quy Làm sao áp dụng từ tâm không giết Áp dụng cảm ứng thiên Sau đó là tu thập thiện nghiệp Ba gốc của nho Phật Đạo Không phải nói một cách tùy tiện Có căn cứ trong kinh Đây là phước báo nhân thiên Tu được nhân thiên mới có thể nâng lên Tiểu thừa Ba câu của tiểu thừa Dân giữ tam quy Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Mười hai chữ Cương lĩnh chỉ đạo cao nhất của tiểu thừa Sau đó là đại thừa Bốn câu Phát tâm bồ đề Tinh sâu nhân quả Độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả tổng cộng ba điều mười một câu mỗi câu bốn chữ bốn mươi bốn chữ là nhà phật chúng ta nói ngũ thừa phật pháp nhân thiên thanh văn duyên giác bồ tát nguyên tắc chỉ đạo tối cao của việc tu học bởi vậy thấy những người bất hiếu bất kính xã hội đang rất khó khăn phải làm sao ai thực hiện được hai chữ đó khôi phục hai chữ đó không những quốc gia có phước Mà cả nhân loại đều có phước Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật